chuẩn bị là một tỷ đúng không ạ? Đây là xã Tây đúng không ạ? Vâng, xin hỏi là mình đang ở tầng 2 thứ bao nhiêu rồi ạ? Hai thứ 34 ạ. Thì chúc mừng mẹ ạ. Cùng với phần quà đi kèm, em xin tặng cho các ba mẹ đã có câu trả lời đúng ạ.